ngưỡng loạt biểu cảm thần thánh của Hoa hậu Hohenye tại Hoa hậu Hoàng vũ 2018. Vào sáng ngày 17 tháng 12, chung kết Hoa hậu Hoàng vũ 2018 diễn ra tại Thái Lan với sự tham dự của hàng nghìn khán giả cùng các khách mời nổi tiếng. Ngôi vị cao nhất cuộc thi gọi tên đại diện Philippines với thần thái quyến rũ, nhan sắc xinh đẹp cùng hình thể gợi cảm. Hohenye của Việt Nam xuất sắc lọt top 5 cuộc thi. Đây là thành tích xuất sắc của Việt Nam trong suốt 10 năm trở lại đây. Bên cạnh niềm vui khi Hohenye đạt thành tích cao tại cuộc thi, nhiều khán giả thích thú bởi biểu cảm có 102 của Hohenye khi cô nghe công bố lần lượt các vị trí trong top 20, top 10 và top 5. Sự ngỡ ngàng, vỡ òa cảm xúc được người đẹp thể hiện. Không ít khán giả bày tỏ hạnh phúc cùng niềm tự hào khi đại diện Việt Nam đạt thứ hạng cao trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Những cảm xúc như vỡ òa trên gương mặt người con gái AD chứng minh tính cách, con người và tình yêu chan hòa của cô. Tuy nhiên, Hohenye nhanh chóng lấy lại thần thái rạng ngời cùng lối trình diễn catwalk đỉnh cao trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi. Dừng chân ở top 5, điều Hohenye làm chính là nắm tay thí sinh, nhún nhảy, chào tạm biệt khán giả và nhường sân khấu lại cho top 3 khiến người hâm mộ thích thú. Hoa hậu Hohenye khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười vì bàn trả lời ứng xử câu hỏi tiếng Anh bá đạo. Trước thềm chung kết, đại diện Việt Nam Hohenye và 93 thí sinh khác đã có buổi tổng duyệt cho ngày tỏa sáng cuối cùng tại Miss Universe 2018 vào ngày 17 tháng 12 sắp tới. Theo format của chung kết năm nay, top 10 sau khi được gọi tên, từng thí sinh sẽ có 30 giây để giao lưu với MC. Theo tiết lộ, đây cũng là một trong những phần thi được tính điểm để tiến đến top 5 chung cuộc. Theo kịch bản của buổi tổng duyệt, chân dài AD được gọi vào top 10 và một tình huống dở khóc dở cười đã xuất hiện khi người đẹp lạc trôi trước câu hỏi bằng tiếng Anh của MC. Cụ thể, khi được MC hỏi "Do you like puppies or kitten?", Hohenye đã trả lời bằng tiếng Việt "Hen thích" và cười thật to để lấp liếm đi sự ngượng ngùng của mình khi không hiểu câu hỏi. Và rõ ràng thì cả hai đều không hiểu ngôn ngữ của nhau, nên dù trả lời bằng tiếng Việt, Hohenye cũng không thể nào vượt qua. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, cư dân mạng không khỏi lo lắng cho Hohenye. Đây không phải là lần đầu tiên khuyết điểm ngoại ngữ của người đẹp AD bị cư dân mạng bàn luận. Cách đây ít ngày, Hoa hậu Mỹ Sarah Rose Summer cũng đang vô tình giễu cợt về nhược điểm này của Hohenye, khiến cô bị chỉ trích nghiêm trọng. Chiêm ngưỡng khoảnh khắc tỏa sáng xuất thần của Hoa hậu Hohenye tại chung kết Hoa hậu Hoàng vũ. Chung kết Hoa hậu Hoàng vũ 2018 được tổ chức tại Bangkok đã xứng tên người đẹp Philippines Catriona Gray trở thành ngôi vị Hoa hậu. Cô mang về danh hiệu thứ tư cho quốc gia này trong năm nay. Đại diện Việt Nam Hohenye xuất sắc có tên trong top 5 người đẹp nổi bật nhất. Cô trở thành đại diện có thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường Miss Universe. Khoảnh khắc Hohenye bên 4 người đẹp trong top 5. Ở phần thi ứng xử, khi được MC hỏi về phong trào Me Too trên thế giới, Hohenye đưa ra quan điểm của mình. Câu trả lời ngắn gọn và nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Hohenye cho rằng phong trào Me Too hiện nay không bị đẩy đi quá xa. Mỗi con người đều có quyền tự do và tự bảo vệ trong cuộc sống, nhất là phụ nữ, cô nói. Khoảnh khắc người đẹp trình diễn trang phục đồ tắm, Hohenye có lợi thế hình thể với số đo 3 vòng 83, 60, 97. Sau phần thi này, cô dễ dàng có tên trong top 5 thí sinh xuất sắc. Hohenye có bản lĩnh trình diễn với những bước catwalk tự tin. Khả năng trình diễn của cô được đánh giá rất cao từ vòng bán kết. Hohenye đặc biệt gây ấn tượng mạnh với màn hất váy kinh điển. Hohenye là một trong những thí sinh nhận được sự cổ vũ lớn nhất từ khán giả, có mặt trực tiếp tại Thái Lan. Ở phần thuyết trình 15 giây, Hohenye đưa ra thông điệp "Tôi làm được và các bạn cũng có thể làm được". Hohenye tâm sự cô từng bị gia đình thúc giục kết hôn từ năm 14 tuổi, nhưng cô đã nói không. Cô muốn tìm đến cuộc sống mới, khác biệt và dám bước qua những hủ tục thay vì chấp nhận nó như những cô gái khác trong nhiều năm. Hohenye bên cạnh các thí sinh xuất sắc của khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Phi, top 20 của cuộc thi mặc trang phục theo bốc thăm từ ban tổ chức. Đại diện Việt Nam không hề kém cạnh các thí sinh nặng ký khác tại cuộc thi sắc đẹp danh giá. Cô được đánh giá cao ở sự tự tin, vẻ đẹp hiện đại. Điểm yếu duy nhất của Hohenye là tiếng Anh hạn chế, cô phải sử dụng phiên dịch ở phần thi ứng xử. Cha mẹ Hohenye tự hào với thành tích của con gái ở cuộc thi này. Cô gái dân tộc AD đã mang đến thành tích tốt cho Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp. Toàn cảnh phần thi ứng xử của Hoa hậu Hohenye tại chung kết Hoa hậu Hoàng vũ 2018. Vào sáng ngày 17 tháng 12, cuộc thi Miss Universe 2018 đã đến đêm chung kết với sự tham gia của 90 thí sinh.
Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam Hờ Hen Nhê đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi lần lượt lọt top 20, top 10 và giờ là top 5 thí sinh đẹp nhất cuộc thi. Sau hai phần thi bikini và trang phục dạ hội, Hờ Hen Nhê bước sang phần thi ứng xử. Người đẹp Việt đã có sự trợ giúp từ phía phiên dịch để hoàn thành tốt nhất phần thi. Câu hỏi ứng xử của Miss Universe 2018 không do ban giám khảo đặt ra, mà do chính các thí sinh trong cuộc thi đặt ra cho người bạn của mình. Câu hỏi mà Hờ Hen Nhê nhận được là: phong trào Me Too đang trở thành chủ đề nóng hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng phong trào này đang khiến xã hội trở nên quá nhạy cảm. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Mặc dù người phiên dịch tiếng Việt không dịch thực sự chuẩn xác, nhưng Hờ Hen Nhê đã bắt được ngay từ khóa quan trọng của câu hỏi là phong trào Me Too. Cô đưa ra câu trả lời gần như ngay lập tức là phong trào Me Too không hề bị làm quá. Khi nói đến các phong trào bảo vệ con người, chống xâm hại tình dục thì không có gì làm quá. Quyền được bảo vệ của con người, của phụ nữ là những quyền rất lớn. Con người cần được bảo vệ, cần được tự do. Hờ Hen Nhê cất cao giọng trả lời. Cuối phần trả lời, Hờ Hen Nhê không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả bằng tiếng Thái. Các thí sinh khác của cuộc thi tiếp tục trả lời các câu hỏi khác liên quan đến xã hội như nhập cư, bản chất của cuộc thi sắc đẹp. Tiểu sử và những điều chưa từng công bố về Hờ Hen Nhê, niềm hy vọng cuối cùng của Việt Nam 2018. Hờ Hen Nhê là một người đẹp đến từ Đắk Lắk. Cô bắt đầu được biết đến từ khi tham gia cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2015. Sở hữu chiều cao 1m75, gương mặt góc cạnh đầy cá tính. Ai cũng nhận xét Hờ Hen Nhê rất hợp với nghề người mẫu. Được biết khi đang học đại học năm thứ 2, Hờ Hen Nhê đã bắt đầu đi diễn, được chụp hình và đi catwalk. Cô cảm thấy rất thích thú với công việc này. Trong cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2015, Hờ Hen Nhê là một nhân tố mang đến rất nhiều thú vị cho chương trình. Mặc dù cô không phải là người giành chiến thắng, thậm chí Hờ Hen Nhê được ban giám khảo cuộc thi gọi là tắc kè hoa vì cô luôn thay đổi không ngừng. Người đẹp gốc Đắk Lắk từng là một trong những gương mặt người mẫu mới triển vọng mà nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã phát hiện trong show diễn Twin của mình từ cuối năm 2014. Đây cũng chính là khoảng thời gian đầu khi Hờ Hen Nhê mới chập chững bước vào làng mẫu Việt. Người đẹp từng tâm sự, khi còn là một sinh viên, mỗi lần xem các cuộc thi nhan sắc, Hờ Hen Nhê cảm thấy rất ngưỡng mộ các hoa hậu như Mai Phương Thúy, Trương Thị Mai. Từ đó cô có niềm đam mê và muốn được thử sức trên đấu trường nhan sắc Việt Nam cũng như thế giới. Và đúng như hy vọng, Hờ Hen Nhê đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017 và xuất sắc đoạt ngôi vị cao nhất. Vừa đăng quang, thông tin Hờ Hen Nhê khó khăn tài chính, nợ nần chồng chất cũng được công khai. Tiết lộ tin nhắn Hờ Hen Nhê hỏi vay 500.000 đồng trước khi thi chung kết. Người bạn này cũng cho biết tân hoa hậu vẫn đang nợ một người khác 4 triệu đồng. Không nói ra, sẽ không ai biết rằng Hờ Hen Nhê đã phải trải qua vô vàn nỗi vất vả, một mình đôn đáo lo cuộc sống. Thậm chí cô đã từng làm ô xin, mỗi bữa ăn chỉ 10.000 đồng. Hờ Hen Nhê thú nhận cô từng rất thiếu thốn, không có cả những vật dụng nhỏ nhất khi đến với Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cô gái AD đã làm nên điều kỳ diệu, thay đổi cuộc đời của mình. Sau một năm đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, Hờ Hen Nhê chia sẻ: trở thành hoa hậu không có nghĩa bạn nghiễm nhiên nhận một đống tiền từ trên trời rơi xuống. Tôi vẫn phải làm việc, danh hiệu giúp tôi nhận nhiều lời mời đi diễn, đóng quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu, thu nhập nhờ thế cũng tốt hơn. Trước đây gia đình tôi có nhiều khoản nợ, giờ tôi vô cùng tự hào, hạnh phúc vì đã trả gần hết số nợ này cho bố mẹ. Thời gian tới tôi muốn sửa sang lại căn nhà của gia đình ở Đắk Lắk. Tôi đã có tiền cất nhà nhưng chưa thu xếp được thời gian để cùng gia đình bắt tay chuẩn bị mọi việc. Sau một thời gian tập luyện trao dồi kiến thức, sáng ngày 29 tháng 11 vừa qua, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đã đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2018 chính thức lên đường sang Bangkok để tham gia cuộc thi. Chỉ một tuần tham dự Miss Universe, Hờ Hen Nhê đã gây được ấn tượng khi liên tiếp xuất hiện trên tạp chí danh giá The Vogue Thái Lan. Cô cũng là một trong số ít thí sinh tạp chí Vogue Thái lựa chọn đăng tải trên các trang cá nhân chính thức của tạp chí. Như hình ảnh của Hờ Hen Nhê, kể cả như hình ảnh chụp chung giữa cô và các thí sinh đều có lượt tương tác tốt, chỉ đứng sau đại diện Philippines, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị năm nay. Đội nhan sắc cùng 90 người đẹp đến từ khắp các nơi trên thế giới, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ lưỡng, Hờ Hen Nhê đang vô cùng sung sức và nỗ lực hết mình tại đấu trường nhan sắc quy mô nhất nhì hành tinh. Hiện tại, đại diện Việt Nam vẫn đang giữ vững phong độ và được đánh giá khá tốt. Sự đầu tư trang phục cực khủng của Hờ Hen Nhê còn được cư dân mạng quốc tế để mắt đến. Người hâm mộ Việt đang đặt trọn niềm tin vào người đẹp đến từ Đắk Lắk,
Hy vọng Hờ Hanh Nhê với nhan sắc và tài năng nổi bật của cô sẽ làm nên chuyện trong lần mang chuông đi đánh xứ người này.